biết. Vâng. Bà ấy không nhớ nhưng đại khái bà ấy biết rồi con. Và chú ở nhà rồi. Chú Xuân, chú Xuân là ông Xuân ở đấy rồi. Trung trú Nguyễn Dũng. Vâng. Dũng là biệt hiệu là cái gì? Đấy. Việt Dũng. À, Việt Dũng trung trú. Lê Ninh, Thái Bình, quê hương Nam Tấn. Thơ tặng cháu Dũng, chúc mừng hạnh phúc lứa đôi. Bài thơ là vừa làm xong đây, đọc cho có nghe. Bài thơ Xuân Kỷ Hợi, đôi lời tâm sự với cháu Dũng của ông nhân ngày lễ thành hôn của hai cháu. Một là ca ngợi cháu Dũng của ông thật tuyệt vời, phấn đấu học tập công tác đã nên người, vì nước quên thân, vì dân phục vụ là hay đó, là người của Đảng thật là vui. Học tập công tác, sự nghiệp đã thành công, tới nay cháu mới lo chuyện vợ chồng. Việc làm của cháu chu đáo quá, chúc cháu của ông mọi việc đều thành công. Tức là ca ngợi. Hai là dặn dò. Xuân này Kỷ Hợi cháu ơi, ông đây chúc cháu muôn đời hiển vinh. Sống sao có nghĩa có tình, lấy dân làm gốc hết mình cháu nghe. Chúc cháu hạnh phúc đề về, dồi dào sức khỏe lắng nghe mọi người. Vợ chồng đoàn kết vui tươi, sống vui, sống khỏe, cuộc đời mãi xuân. Thái Bình ngày 9 tháng 1, 2019 âm, ông của cháu Lê Ninh. Hoan hô Quảng A. Thế mày vào cái... Vâng, tuyệt vời đấy ạ. Hả? Tuyệt vời đấy ạ. Ngắn gọn đúng không? Vâng. Này cháu Dĩnh, Dũng là thích rồi. Cả hai họ đều vui. Thơ này là thơ ca ngợi và dặn dò. Vâng. Nếu mà... Vừa là đảng viên, vừa là công an nhưng không nói... Ông có mặt thì ông đọc, không có mặt thì nhờ MC nó đọc. Cả hai họ vỗ tay chúc mừng, đều vui. Vâng, hãy đưa con cầm đi. Không làm cái bài như mọi khi. Này là... Vâng. Ngắn gọn vậy. Ngắn gọn vậy thôi, một mặt giấy thôi. Ai không ai bị sốt ruột. Chưa kịp sốt ruột thì đã xong rồi. Nội dung cũng thế thôi, nhưng nó đầy đủ ý nghĩa.